Đầu tiên chúng ta đi làm bài số 1. Đề bài cho hai biểu thức. Vẫn là một biểu thức chứa số, một biểu thức chứa biến và có kèm theo điều kiện x lớn hơn 0, x khác 4 để cho cái biểu thức chứa biến này nó xác định. Như vậy khi làm bài không cần phải đặt điều kiện nữa. Phần đầu tiên thu gọn các biểu thức A và B. Đối với biểu thức A này, ở đây đề bài người ta đã bố trí cho chúng ta giống như kiểu là tặng cho chúng ta một cái lời giải. Bởi vì là ở cái dấu ngoặc bên tay phải là căn 5 cộng 1, nó gợi ý cho chúng ta cái căn ở bên tay trái này là căn kép này, bên trong căn lại có căn. Vậy thì phải phân tích cái biểu thức ở dưới dấu căn này, 6 trừ 2 căn 5 thành hằng đẳng thức. Thì chính cái căn 5 cộng 1 này nó giúp chúng ta phân tích 6 trừ 2 căn 5 nó chính là căn 5 trừ 1 tất cả bình phương rồi. Như vậy ở đây chúng ta sẽ có A bằng căn 5 trừ 1 tất cả bình phương. Cái dấu căn to là phủ bên ngoài này. Nhân với dấu ngoặc thứ hai căn 5 cộng 1 để nguyên. Đến đây theo đúng như công thức, chỗ này bằng giá trị tuyệt đối của căn 5 trừ đi 1. Nhân với đóng mở ngoặc căn 5 cộng 1. Ở đây em thấy căn 5 trừ 1 lớn hơn 0, cho nên là giá trị tuyệt đối của nó bằng chính nó. Em thay bằng dấu ngoặc căn 5 trừ 1. Nhớ giải thích lý do ở đây. Vì căn 5 trừ 1 lớn 0. Rồi đến đây chúng ta sử dụng hằng đẳng thức số 3. A trừ B nhân A cộng B bằng A bình phương trừ đi B bình phương. Là căn 5 bình phương trừ đi 1 bình phương. Căn 5 bình phương mất dấu căn còn 5, 1 bình phương là 1. 5 trừ 1 bằng 4. Đến biểu thức B, khi rút gọn thì em ghi lại điều kiện để cho biểu thức có nghĩa. Với cái điều kiện đề bài cho x lớn hơn 0, x khác 4, ta có biểu thức B bằng. Ở biểu thức B này, cái mẫu thứ 3 này, này x trừ đi hại căn x nha. Thì bản chất cái x này chính là bằng căn x tất cả bình phương trừ đi 2 căn x. Chúng ta nhóm được ra nhân tử chung là căn x. Bên trong đúng ngoặc ở đây còn căn x trừ 2. Đấy, và cái mẫu thứ 3 này nó chính là mẫu thức chung. Vậy bây giờ em sẽ thực hiện quy đồng mẫu thức chung. Mẫu thức chung chúng ta là căn x nhân với căn x trừ 2. Ta lấy cái mẫu này chia cho cái mẫu đầu tiên được căn x trừ 2 nhân lên trên tử với số 1. Để đây 1 nhân với căn x trừ 2 ta viết là căn x trừ 2. Bỏ số 1 đi. Cộng với lấy mẫu chung chia cho mẫu thứ hai được căn x. Như vậy cái tử này em nhân với căn x. Căn x nhân với căn x cộng 1. Cái tử thứ ba thì không phải nhân. Bởi vì lý do là mẫu của nó chính là mẫu thức chung rồi. Ta viết lại. X trừ đi 2 căn x trừ đi 2. Tuy nhiên ở đây em phải lưu ý một cái điều là cái chỗ này là dấu trừ này, mà đằng sau nó có từ hai hạng tử trở lên thì nhớ phải đóng ngoặc vào đây nhé. Hay để tô màu đỏ để em ghi nhớ.
Hãy cẩn thận cái chỗ này không nhầm dấu đấy. Bây giờ chúng ta phá ngoặc ở trên tử ra để rút gọn. Ở trên tử đây là căn x trừ đi 2 cộng với căn x nhân x bằng x này, cộng với căn x nhân 1 bằng căn x. Dấu ngoặc cuối cùng mở dấu ngoặc đằng trước dấu trừ đổi dấu các hạng tử x cộng 2 căn x cộng 2. Mẫu chúng ta để nguyên. Nhớ đừng có bỏ mẫu nhé, bởi vì đây không phải giải phương trình đâu, đây là rút gọn nên là để nguyên mẫu đấy từ đầu đến cuối. Bây giờ trên tử ta rút gọn. Ở đây là x trừ x hết này. 1 căn x cộng 1 căn x cộng với 2 căn x vậy bằng 4 căn x. Thế còn trừ 2 với cộng 2 cũng hết. Như vậy tóm lại ở trên tử còn 4 căn x. Mẫu để nguyên. Đến đây thì trên tử và dây mẫu rút gọn đi, căn x rút gọn hết đi, trên tử còn số 4. Dây mẫu còn căn x trừ 2. Rồi như vậy chúng ta kết luận. Bây giờ đến phần thứ hai. Tìm x để cho a bằng b. Ta lý luận để a bằng b thì ta lấy kết quả của cái phần rút gọn nhé. Chúng ta cho a bằng b. A bằng b hay b bằng a là như nhau. Đây là 4 này, tôi tôn trọng đúng như yêu cầu đây, 4 sẽ bằng, đấy là a nhé, 4 phần căn x trừ đi 2. Rồi từ đây em sẽ có được căn x trừ 2 bằng 1. Chuyển vế, chúng ta có căn x bằng 1 cộng 2 bằng 3. Sau đó thực hiện bình phương hai vế lên, chúng ta có bên vế trái là mất căn còn x, bên vế phải 3 bình phương bằng 9. Rồi khi làm ở đây thì nhớ phải so sánh điều kiện. Cái điều kiện của đề bài là x lớn hơn 0 với x khác 4, em ghi thỏa mãn điều kiện. X lớn hơn 0, x khác 4. Rồi chúng ta kết luận nhé. Vậy x bằng 9 thì a bằng b.